Rồi, xin chào tất cả mọi người nha mọi người. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 3 năm 2022 ha. Thì hai bữa nay mới gom được về cũng được số bò nè, 90 con nè mọi người ơi. Quá quải rồi. Đó, bị gì bò nó có nhưng mà con cái nó giá nó tào lao không à. Giá căng quá à, nữ mua về bán cho bà con chỗ béo cao thì bà con nuôi không có lời ha. Đây, thì đây cũng có mấy anh khách ở địa phương đây ha. Cũng lại tới ủng hộ con vài con lận mở hàng nè ha. Rồi mấy anh em nào Tây Ninh thì đêm nay cũng có về chuyến xe về Tây Ninh ha. Mấy anh em có mua nhanh tay vô, gọi lên số điện thoại cho mình để gặp em nhanh nhất có thể để sở hữu với mấy con bò tốt ha. Nhanh tay còn chậm tay cũng còn luôn ha. Rồi đây là một chút xíu làm vẽ từ con lên giá trên đích số đích hết trơn luôn nha. Rõ ràng. Giá bò bữa nay cũng dễ chơi lắm nha mọi người. Tầm tiền dễ chơi lắm nha, vừa chơi lắm nha. Đây. Đầu tiên đây ha, bò này thì bữa nay là vô thiếu đủ mét tư bò hết trơn rồi, không có con nào dưới mét tư đâu ha. Nó thiếu đủ mét tư, mét ba năm phân đủ lên, mét ba em bao cho quý vị là mét ba sáu phân ăn lên. Con cặp chút xíu là dư mét tư nữa. Thì đây thì em quay tổng thể là trạng nó trước đi, rồi cái nào dư em nói như đây. Số 24 nằm trên đích ha, là 24.500. Bò lai xương nghe mọi người, lai xương thùng dạo. Bò này là dạng như nó chủ ta nuôi nó đói cỏ, nó không có thua, nó hơn chỉ hơn bò cam mình xíu thôi ha. Chủ ta nuôi đói cỏ, với lại đặc biệt là ngày hôm nay là nó có bẻ răng, dàn bò này có bẻ răng rồi hết trơn nha mọi người. Mọi người mua thì nên cân nhắc ha, dàn bò này nay già lắm nha, đặc biệt là mấy anh em ở Tây Ninh ha, khoái bẻ răng lắm nè. Ở đây cũng có ông chú là ở địa phương này ha. Chú này ba tính bắt mấy con chú? 4 con ha. Bắt bò lỡ đi chú ơi. Đây thì kế tiếp là con bò thứ hai nè. Bò thứ hai là có Sam nói vậy, bò này em bán thịt nha. Mấy anh em nào mà muốn nuôi thì cũng nuôi được, dỗ đường ngắn tháng 2 tháng bán đẩy luôn. Đây. Bò này được. Đây. Thì lên màn hình màn ánh nhỏ thì em quay video thì có sao nói vậy ha, cho bà con ở xa không có giấu giếm đây nè, nó muốn heo muốn nằm rồi. Đây thì em bán rẻ cho nó 24 triệu. Số 24 nè. Bò chà ba lúa, có vẻ găng rồi luôn nha. Bò này đi đôi hai đôi vậy. Nãy lính em dập nó đi hai đôi vậy. Dài dữ lắm mà, già khù. Ê. Thịt chày cục đá vậy. Rồi, kế tiếp nè. Số 25. 25 triệu nha quý vị. Bò phú móc. Đây. Xương lai nè mọi người nhìn đi. Bò này thiếu đủ mấy tư bò. Thì bữa nay dàn bò này em nói nghe em bắt giá cũng hơi nới á. Rồi em về em để giá nới cho bà con anh em cô bác ở Tây Ninh ha, đặc biệt là Tây Ninh là khách VIP rồi. Kế tiếp nữa nè, có bẻ găng rồi nha quý vị. Đây con này cũng bẻ rồi luôn nè, sắp sửa đi gãy cây nữa nè, nhiễu đúng miếng rồi nè, thấy không. Đấy, dàn bò này bữa nay là thằng bò già bò bẻ găng hết trơn nha. Đây là bẻ rồi hết trơn nữa nè. Bò này bữa nay là mấy anh em tầm tiền dễ chơi lắm, tranh thủ nhanh tay gọi lên số điện thoại cho mình để gặp em ha. Để chốt mấy anh em nào mà muốn nuôi ít tiền đó, sát sàn đó, nó già bẻ răng đó thì nên cân nhắc tham khảo coi dàn bò này nha. Thì đây 25. Con này 25. Cặp của nó là 25 nữa, đồng giá luôn, hai con bò này là 50 triệu nha quý vị. Đấy, đây. Bẻ răng rồi 50 triệu. Bò này mét tư đi về nha quý vị, nó chèm mét tư á, thì bây giờ nó mét tư đi về đây, để nó mét tư mất công anh em lên chảnh đo nó hay không được, mét tư mất công nó hơi mất lòng ha, nó không được vui vẻ chứ không gì. Thì cái nào em nói cho chính xác cho suôn sẻ thì bò này em bao chú quý vị là mét 38 phân, thấy chắc luôn. Đúng không sư phụ? Đúng. Đó, là mét 38 phân. Rồi, hai con bò nó 50 triệu mỗi con, 25 đồng giá. Kế tiếp. Đây. 26. Thật ba con bò này nó ngay xương nó hơi nhích hơn chút xíu. Ha, nhích hơn chút xíu nó hơi tốt hơn, nó nhích hơn là 26 triệu. Ha. Lai Italy Long Bình nha quý vị. Mặt mô nè. Bò này có đi găng rồi luôn nha. Sắp sửa đi gớt cây nữa đó. Xương nè. Thì em xin nhắc lại là cặp bò đó là 50 triệu ha. Con 25 triệu. Con này 26. Cái kia con kia 24.500. Đấy, quý vị muốn cáp cái nào đó thì kết bạn lên số điện thoại cho màn hình đi, 0965185252 để gặp em ha. Tên Zalo là tên Sang Bò ha, để được em dắt ra từ con hoặc từ cặp con nào với con nào đó cáp lại rồi em định giá cả cho ha. Thì nãy em cũng có báo giá từ con từ cặp hết trơn, nó dễ dàng cho quý vị lựa ha. Rồi
chuồng dưới này là 4 con ha. Ở trên 5 con, chuồng dưới 4 con. Đây có hang bò siêu VIP nè. Bò này là thuộc dạng là vũ nữ chân dài nha quý vị. Đấy. Đây. Vũ nữ chân dài nè, mấy anh em nào phái tay tay thì vô đây, chân dài tới nách nè. Lông nách cũng dài tới là lưng luôn nè. Hết hồng bò lại hay sao? Cao bộ xương quá. Nè, kế tiếp nữa nè. Thì bò này, hang bò này là dương mít tư bò nghe quý vị. Nãy em đo là dương mít tư bò. Ha, con này là dương mít tư bò nè, con kia mít tư. Thì bò này là hùng dạo. Bò này nói thẳng luôn là dương mít tư bò em bán cho quý vị, con này 28, con kia 27, hai con, một cặp nó là 55 triệu. Tại sao bán rẻ nói thẳng luôn, trên lưng nó có con đốm sà mâu chút xíu nè. Mà nó hết rồi nha, nó khô rồi đó. Đó 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 đó, ha, còn chân móng thì hoàn thiện nha. Em bao cho mấy anh em là chân móng là không có móng heo, móng dép gì chân. Đây, 55 triệu con bò này 28 nè. Bò đó 27 nè, 55. Tại sao nó rẻ chứ con bò này đừng bị sà mâu em bán chắc trên thằng ba á quý vị. Không mà cái đó nó thiệt á. Đây có sà mâu em bán rẻ cho anh em mà nó sà mâu nó hết rồi, nó khô mày rồi. Nó khô rồi. Bảo đảm cho quý vị con bò này hết sà mâu rồi, chủ tôi chích hết rồi. Vì em có kiểm tra rồi, nó khô rồi. Ha, trên mấy tư bò bán cho quý vị 55 triệu. Con lai Italy Long Bình nè, mặt mô nè, hết hồn dần xương, xương khủng luôn nha quý vị. Xương này là xương khủng nè. Chúng dần xương Tây Ninh nè, đòn dài lắm nha, thả đòn dài lắm nha. Bò này em gom sáng giờ em về á, mới kịp lính em mới bỏ cỏ vô chăn nó thử chưa ăn uống rồi chân ha. Rồi. Kế đó nè. Đây, cặp khú. Cặp khú, khú cuối cùng ngày nay, tổng cộng đi 2 ngày nay mới gom được 9 bò nè. 26 triệu ha. 26. Con đó 25 năm nữa là 51. 26. 51 triệu 500 cho cặp bò khú nè ha. Quá dữ dằn luôn quý vị ơi. Bữa nay là tầm tiền dễ chơi lắm nha. Bò có vẻ găng mà bò cũng là sát sàn già già, bò dễ chơi lắm, khù khù bò nè. Cho mấy anh em nào ham bẻ găng nè ha. Rồi. Số 25 năm ha. Con bò đó 26 triệu. Ha, 51 triệu 500 cho cặp bò này ha. Bò này cặp bò khú này tốt lắm nha mọi người. Có bẻ găng rồi luôn nha mọi người. Có thay găng nha. Mấy anh em Tây Ninh phái bẻ găng lắm nè. Về rồi đưa thuốc vô là lên luôn ha. Rồi cảm ơn mấy anh em đã xem clip ha. Mấy anh em nào thấy hợp nhãn alo cho em nhanh nhất ha, để bò này cái hình dữ lắm nha quý vị. Này ghê lắm nha. Mấy anh em nào thấy hợp nhãn cặp nào đó, cặp 55 hay cặp 51 năm gì đó. Hoặc giả năm bò trên kia đó. Thì alo cho em ha, nhanh nhất ha, để chiến gọi bà bắt hay hột thì hay cũng hay ổn ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn anh em đã xem clip ha.